Hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2018, thì hiện tại là tổ cụ tuần 8 hiện đang là bánh nhân giáp hoàn thiện cho hai vị khách hàng ở Hà Giang và Thanh Thủy, hai bộ ghế tần thủy hoàng, một bộ thì là gỗ hương đá và một bộ gỗ võ đỏ. Thì hiện tôi đang hoàn thành phần mộc và đang bánh nhân giáp để chuẩn bị hoàn thiện cho hai vị khách hàng này. Bây giờ tôi sẽ quay hai bộ ghế này cho mọi người cùng xem và hai vị khách hàng cùng xem. Đây là bàn của bộ võ đỏ. Đây chúng tôi có hai đôi lọc bình gỗ xà cừ. Mà ai có muốn mua thì có thể liên hệ với chúng tôi. Phía trong kia là bộ tần gỗ võ đỏ. Đây là ngoài này là hương đá. Vân gỗ tự nhiên rất là đẹp. Đang là cái con của hai bộ ghế này. Đây là cái con miếng ngắn. Vân gỗ này là hoàn toàn tự nhiên nhé. Còn phía bên trong này thì là nơi xưởng sản xuất của chúng tôi. Hiện tại là chúng tôi đang vanh những chiếc chân của bộ ghế tần thủy hoàng gỗ mít. Là chân của tần thủy hoàng gỗ mít đây. Bên trong này là xưởng phun sơn hoàn thiện của chúng tôi đây. Bên trong này là xưởng phun sơn hoàn thiện rất là rộng. Rất là nhiều đồ ở trong này. Kệ tivi, ghế, đầy đủ các loại. Thì cơ sở tôi rất là nhiều hàng nên là chúng tôi không thể bày ra được hết được. Phải để chồng chất vào nhau nên là cũng hơi khó quan sát. Rất là nhiều dạ sập thờ các thứ. Đồng hồ cây này. Rất là nhiều hàng nhé các anh nhé. Ai có nhu cầu mà mua sắm thì có thể trực tiếp cơ sở chúng tôi sẽ tư vấn cho. Rất là nhiều hàng. Đây trong này đâu. Bên trong này là cuốn thư câu đối đây. Đúng là chúng tôi có vài bộ cuốn thư câu đối. Thì hiện tại là sắp đến Tết Nguyên Đán nên là rất là nhiều hàng rồi. Chúng tôi cần phải hoàn thiện cho khách rất là nhiều hàng.
Đây là những bộ ghế Louis được xếp chồng với nhau. Đây là ghế Louis cổ điển. Cuốn thư câu đối gỗ vụn. Đây chúng tôi đang phun sơn một bộ ghế Minh Quốc Đào cột 12. Sắp chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là sẽ đến Tết Nguyên Đán, nên là có rất nhiều hàng chúng tôi cần phải hoàn thiện, rất là nhiều hàng để trả cho khách trước dịp Tết Nguyên Đán. Mọi người thì ai có nhu cầu thì hãy nhanh chân để liên hệ với chúng tôi thì để có thể sở hữu được những sản phẩm này.